Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những lưu ý khi đặt cây góc ba chân hợp phong thủy. Theo phong thủy, góc ngậm tiền ngồi trên một đống vàng với miệng đang ngậm chặt tiền là một hình tượng cũng như là một vật phẩm phong thủy chứa nhiều quyền năng. Nó tượng trưng cho tài lộc, đem lại nhiều điều may mắn cho gia chủ và giúp họ tránh được kẻ gian hãm hại, thất thoát tiền của. Đặc điểm của góc ba chân. Con góc ba chân này còn có tên gọi khác là thiềm thư. Trên đầu nó có hình lưỡng nghi, hình tròn. Và trên đỉnh đầu, nếu mà để ý kỹ, sẽ thấy một hình giống như hai con cá đang quay đầu lại với nhau. Đặc biệt, trên lưng nó có các nốt sần sùi, được gọi là chòm sao đại hùng tinh. Truyền thuyết kể rằng, con vật này vốn là một yêu tinh xấu được thu phục, cải tà quy chính và tọa đi muôn nơi, giúp đỡ những người nghèo bằng cách nhả tiền cho họ. Nó có thể phun ra của cải và chỉ sống ở những nơi có sự giàu có, bởi nó rất nhạy cảm với cái mùi của sự giàu có. Giống như tỷ hưu, nó ăn chủ yếu bao gồm vàng, bạc và đá quý. Vì vậy, vào những đêm trăng tròn, con vật này xuất hiện ở gần nhà ai thì đó là một tin vui cho gia chủ, nhà ấy sẽ nhận được sự giàu có, phú quý. Cũng chính từ đó, nó được tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Vị trí chính xác để đặt con góc ba chân hợp phong thủy. Để đặt con góc ba chân tại vị trí chính xác, phát huy tối đa hiệu quả của nó để mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ, ta cần phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế của nó. Cụ thể, đối với những con góc ngậm một đồng xu trong miệng, bạn nên đặt nó tại vị trí để con góc quay mặt vào bên trong nhà, bởi vậy nó có ý nghĩa là mang lại nhiều của cải, tài lộc vào trong nhà. Không nên để nó trong phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm hay quay mặt vào nhà vệ sinh, vì đây là những nơi có sinh khí kém, ít nhiều có những dòng khí không tốt. Đặt con góc ba chân ở vị trí này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với vật phẩm phong thủy. Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt con góc cạnh bể cá, hồ bơi, ao, vì khi đối diện với nước, nó sẽ có ý nghĩa là cơ hội kiếm tiền bị trôi đi, khiến tiền trong nhà bị thất thoát. Để phát huy công năng của nó một cách hiệu quả nhất, buổi sáng trước khi ra ngoài nhà, bạn hãy quay mặt con góc hướng ra ngoài và buổi tối thì quay mặt con góc hướng vào trong, vì thế sẽ thể hiện sự tích lũy của cải. Đối với những con góc không ngậm một đồng xu trong miệng, với các thiết kế con góc theo kiểu mẫu này sẽ mang lại ý nghĩa là xua đuổi vận xấu và giúp gia chủ tránh điều rắc rối, thị phi hơn là đem lại sự giàu có. Một con góc ngậm tiền sẽ rất thích hợp cho những ngôi nhà gần bệnh viện, nghĩa trang hay những nơi có âm khí nặng. Bạn nên đặt con góc hướng ra ngoài, điều này có ý nghĩa là mang lại mọi điều xấu, tà khí ra khỏi ngôi nhà của bạn. Nếu bạn muốn đặt nó ở nơi làm việc thì bạn nên đặt nó ở bên trái bàn làm việc, như vậy sẽ làm giảm sự ghen ghét từ đồng nghiệp đối với bạn. Những lưu ý nếu sử dụng đồ trang trí hay những bức tượng hình con góc vàng. Nếu như bạn biết chiếc vòng cổ hình con góc vàng thì bạn nên chọn những con có đầu hướng lên trên, như vậy sẽ thu hút được sự giàu có đến với bạn. Nếu như bạn muốn một chiếc vòng đeo tay có con góc vàng thì bạn nên đeo nó ở bên tay trái. Vì theo quan niệm xưa, sự giàu có sẽ đi vào từ bàn tay trái và đi ra từ bàn tay phải. Bạn có thể treo một số đồ trang trí có con góc vàng trong xe ô tô để tiêu tan năng lượng tiêu cực, giúp bạn tập trung lái xe và có một chuyến đi vui vẻ. Tập tính của con góc là rất thích nuốt bảo vật, vì thế bạn có thể treo đồ trang sức có con góc vàng khi đi đến những nơi có nhiều của cải. Không nên để người ngoài chạm vào bức tượng con góc vàng của bạn. Nếu ai đó đã vô tình chạm phải thì bạn nên rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng vải mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!